Chào em, anh là Anh Tú, người có nhan sắc trời phú. Không biết em có hứng thú làm bạn với anh không? Đó, hiện tại Tú thả thính mà không biết mọi người đã dính thính hay chưa. Nhớ đến xem Người Ấy Là Ai mùa 3 nhé mọi người nhá. Đón xem Người Ấy Là Ai mùa 3 lúc 20 giờ từ ngày 8 tháng 5 trên kênh Vie Giải Trí.